Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình đã làm xong cái ao và bây giờ mình sẽ đi quay lại chi tiết cái ao cho các anh em xem nhé. Đây, cái ao của mình đã hoàn thành và mình đã sàn hết cái phần đất ở phía bên trên này và rút máy đi rồi. Đây, đây nha các bác nha, là cái bờ ngoài kia là toàn bộ bờ là để xây ở cái cấp dưới này là để xây gạch. Người ta chủ nhà xây gạch nha các bác nha. Đây, đấy anh em thấy không? Cái chỗ này thì ở trong này cái bờ ta lên nó hơi cao cho nên là mình cho nó vào sát trong một tí này. Đây mình sẽ đi xuống trực tiếp xuống phía dưới cho anh em xem nhé. Trời hôm nay nó lại đang mưa nên là rất là dính. Đây, toàn bộ lòng ao và đáy ao đây. Cái bên ngoài này thì là nó vát hơn này. Bên ngoài này là do là sau này là bác ấy sẽ xây cái bờ gạch lên đây này, thì bác ấy yêu cầu là làm nó đứng đứng lên, không không phải là làm nó vát hẳn ra bởi vì là không phải đổ bê tông mà. Đây, còn ở dưới này là mình cứ sàn phẳng hết nó ra. Đấy, nhanh nhanh nhá. Đấy, cái bờ cái cấp này ấy, ở dưới này là người ta xây, còn cấp trên này thì là nó để như này thôi. Bây giờ đây nó là đất củ cho nên là nó không ảnh hưởng gì các bạn. Đấy, cái phía bên ngoài kia cũng vậy này, đất toàn bộ quăng hết lên trên này. Thì cái ao này em làm cả xúc xe cả ấy là hết hết 27 tiếng rưỡi anh em nhá. 27 tiếng rưỡi thì cứ nhân giờ lên thôi, đâu nó hoạt động hết mà. Cái này nó hơi bị bẩn. Đây, cái chỗ này là cái chỗ rút máy của em này, thì là mình cứ quăng giật hết từ đằng kia về đây, xong rồi đó mình rút lên. Đấy, cái phía đằng này nó cũng vậy, bên này cũng vậy này. Đây, ở trên này thì đất nó hơi dính nhưng mà thôi thì em sẽ đi lên để em quay cho các bác xem. Đây, chỗ này thì mình lên đây là mình san phẳng hết nó ra. Đấy, phía đằng trên như đó, cái bùn thì mình cũng san ra rồi. Nhưng mà đường này ướt quá, dính. Thì em thấy dính hết cái ấy của mình rồi. Đây, có cái chỗ này là lúc mình rút về ấy, thì là nó hơi bị chửa, hơi bị phình tí thôi. Còn những cái đầu ngoài này này thì nó là ok hết rồi, ok hết rồi anh em nhé. Cái bờ này do là cái chỗ này là nó cong rồi này, chỗ này nó lại nở ra này, đầu này lại tóp lại này, cho nên là mình có hơi nắn nó, cái bờ nó hơi nắn là nó không được thẳng ấy. Nhưng mà nó gọi là lươn theo ra đây. Thì là mình có hỏi chủ nhà thì anh bảo là cái đấy thoải mái không sao cả. Bởi vì do cái bờ kia nó cong mà. Nếu mà mình làm thẳng thì nó có chỗ nó rất là to, có chỗ rất là bé, cho nên là mình làm nó cong theo. Đấy, cái phía này nữa cũng vậy này. Mình cũng bạt cho nó dốc xuống này để anh xây chân ta luy. Cơ bản là cái dưới chân như các bạn, cái dưới chân nhìn nó đã gọi là tương đối rồi. Tương đối rồi thì không phải... bác ấy xây lên nó khoảng độ mét rưỡi nước thì như thế là được. Ok, đấy, những cái phần này này. Phần này nữa mình đã sửa hết. Đất toàn bộ quăng hết lên kia. Cái chỗ này cái tao ly mình cứ tính tầm từ chỗ này đi. Nó bù chỗ này với chỗ này bù lại nhau mà. Tầm chỗ giữa này thì cái tao ly nó cũng rơi vào khoảng cái kia, nó khoảng 1 mét rưỡi. Ở trên kia nó cũng phải khoảng 1 mét rưỡi. Nó khoảng 3 mét. Hơn 3 mét rồi. Nó phải khoảng rơi vào khoảng hơn 3 mét các bác nhá. Chiều dài này thì nó phải khoảng độ 15-20 mét gì đấy. Mà toàn bộ cái đất ở chỗ đỏ giữa này là mà xúc hết lên trên kia. Mà máy mình thì máy bé nên là làm nó cũng hơi lâu một tí, không được nhanh gọn như máy to đấy. Cái phần bên này nó cũng vậy này. Trời tiết thì hôm nay nó khá là mưa. Nó mưa to quá cho nên là mình không quay lúc làm cuối cùng mình không quay được cái video. Đất này nó dính quá. Đây, quay qua lại một lần nữa cho anh chị em xem. Ở đây mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Hôm nay mình có làm một cái video ngắn này để chia sẻ với anh em như vậy thôi. Thì lúc khác mình đào ao thì mình sẽ lại quay tiếp cho anh em xem. Thôi, thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Tạm biệt, chào tạm biệt.